Chào tất cả anh em nha. Mấy nay mưa gió quá, không có đi rừng, không có đi xa được anh em ơi. Ghiền quá. Nay đưa con mồi ở cũng đi cũng rừng đây. Để đi vợt cho đỡ riền. Rồi, lên một đoạn clip cho anh em xem và cũng giải trí cho đỡ riền nha anh em. Rồi, mời anh em xem clip giải trí nha anh em. Thank you.
Cảm ơn anh em đã xem, quan tâm kênh và xem video nha. Anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Q69 để đón những clip tiếp theo của Q69 ra để anh em mình cùng giải trí và chia sẻ đam mê lẫn nhau nha. Rồi anh em nào có cần bổi bẫy đấu thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để trao đổi và tìm hiểu thêm để có được một con chọn ưng ý để về chăm sóc và rọt mồi để cùng nhau trải nghiệm đam mê sở hữu sau này nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em xem kênh nhớ đăng ký
để đón những clip tiếp theo của Q69 nha anh em ơi. Chân thành cảm ơn anh em.